Ủa anh Vũ, sao anh dẫn em vô nhà của chị mà sao lại dẫn đi cái đường như thế này? Không có đường đi em trai ơi, đi theo đường vòng vòng mã mộ không nè, chứ hồi đó mua cái miếng đất này là mua đó là tính là để cho ông già bà già nằm đó, rồi thấy dạ. Con bà thấy khổ quá rồi cho nên mới thấy vậy cắt cái nhà nhỏ nhỏ cho ở gì đó. Ủa vậy mà em cứ tưởng anh là dẫn em đi đường tắt chứ cuối cùng là nhà không có đường đi luôn hả? Không có đường đi, đi theo mã mộ không đó. Dạ. Dạ bố xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Chúc quý cô chú anh chị và các bạn có một ngày mới vui vẻ và an lành ha. Thì hôm nay bốn được anh Vũ đây giới thiệu một cái hoàn cảnh mà nghe nói rất là khó khăn luôn cô chú anh chị. Dạ em chào anh Vũ nha. Dạ, chào anh Vũ có thể giới thiệu ở đây là địa phương này là địa chỉ như thế nào anh? Ở đây ấp 14, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Dạ. Thấy cái hoàn cảnh gia đình của em Thí nè, nó cũng như có hai đứa con mà mang cái chứng bệnh ung thư vậy đó. Dạ. Rồi thấy gia đình nghèo khổ quá, không có tiền, không bạc. Rồi cho nên đây cũng lên nhờ mấy chú mạnh thường quân tới cũng như coi hỗ trợ giúp được cái gì giúp trong cái hoàn cảnh đang bệnh hoạn đau ốm gì đó. Dạ. Thấy rồi bây giờ bác sĩ đã chạy rồi trở về, trả về đó rồi nằm. Bác sĩ chạy luôn rồi. Bác sĩ chạy rồi. Là kêu trở về nhà nằm ăn dưỡng vậy đó. Mà gia đình thì có hai đứa con nghèo quá, rồi chồng lúc trước vợ chồng thì thôi không có còn ở nữa cả chục năm nay rồi. Rồi mặn thì lúc mạnh thì mua bán đồ nuôi con vậy đó, chích tôm đồ này kia, rồi bây giờ ngã xuống bệnh rồi gia đình cũng hoàn cảnh cũng khổ quá. Đi đi anh nói ảnh chỉ là ngày xưa là đi làm gì ạ? Đi chích tôm á, chích tôm như là ba cái tép người ta tôm ta rồi lột tôm lột đồ đó chích đó. À rồi, đi đi làm tôm à, làm lột tôm, tôm đó, lột tôm mà lột cũng như ở ngoài chứ không có làm được công ty đó. Rồi dạ. Mặn có bữa có rồi bữa không, bữa lặn bữa hộp vậy đó. Đó, bữa nào có tôm thì làm, không có tôm thì ở nhà vậy đó. Vậy rồi là còn hai người con là người lớn là năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? À, con gái lớn thì nó cũng 20 gì đó. Dạ. Rồi con nhỏ rồi cũng đâu 10 tuổi, mười mấy tuổi gì đó. Thì ở xóm tôi thấy cũng như hoàn cảnh hai đứa nó vậy đó, rồi mẹ thì nghĩ là cái đường sống thì không có sống rồi, thấy quá trời đuối dữ lắm rồi, cho nên thấy vậy mới nhờ mấy cô bác mạnh thường quân, anh mạnh thường quân lên rồi giúp đỡ rồi san sẻ dùm cái mảnh đời vậy đó. Dạ. Thì đó. Cái hoàn cảnh bố nghe anh nói cũng rất là khó khăn cô chú anh chị. Thì mẹ thì bệnh ung thư, thì còn hai người con nữa, thì cái chị đầu á, cái người con đầu á là cũng đã đi lấy chồng rồi. Thì còn lại một người em, một người em là con gái đúng không? Gái. Bố anh. Thì một người con gái ở này là khoảng mười mấy tuổi thôi, với mẹ bị đau bây giờ trong nhà không có ai mà làm ra tiền được nữa hết, nên cầu cũng nhờ bốn xuống để quay lên hỗ trợ giúp đỡ ít nhiều gì đó cho gia đình của chú ạ. Thì bây giờ anh có thể dẫn em vô rồi, nhà đó ha. Rồi mà em vô dùm chợ anh đi trước. Rồi. Ủa anh Vũ, sao anh dẫn em vô nhà của chị mà sao lại dẫn đi cái đường như thế này? Không có đường đi em trai ơi, đi theo đường vòng vòng mã mộ không nè, chứ hồi đó mua cái miếng đất này là mua đó là tính là để cho ông già bà già nằm đó, rồi thấy dạ. Con bà thấy khổ quá rồi cho nên mới thấy vậy cắt cái nhà nhỏ nhỏ cho ở gì đó. Ủa vậy mà em cứ tưởng anh là dẫn em đi đường tắt chứ cuối cùng là nhà không có đường đi luôn hả? Không có đường đi, đi theo mã mộ không đó. Dạ. Đó vậy nè. Đó. Ủa trời. Là cái mảnh đất đây là không có đường đi luôn. Không có đường đi, nhà thì có chút xí vậy đó. Dạ. Hả? Coi có ai nhà không? Tư ơi, ai đó rồi con, có mấy chú xuống rồi ấy cho mẹ rồi. Rồi, rồi coi chú có chào chú đây con. Xin chào. Vậy là chị đây hả? Em chào chị nha. Chị khỏe không chị? Dạ. Cho em hỏi xíu, tại vì là em nghe anh Vũ nói là gia đình mình là chị đang bị đau
đó. Rồi thêm nữa là có hai người con, mà có một người con là đi lấy chồng rồi, còn một bé nữa là cũng rất là nhỏ, nên là em qua em hỏi thăm sức khỏe chị. Hai nữa là em quay lên để cô chú anh chị giúp đỡ ít nhiều gì đó. Dạ. Chị cho em hỏi chị tên gì? Chị tên Thúy ạ. Chị Thúy ha. Chị Thúy năm nay bao nhiêu tuổi rồi chị? 52. Dạ? 52. 52. À, vậy đó, đây là hai người con của chị ha. Con ngồi xuống đây đi con. Con ngồi xuống với mẹ đi. Rồi, con ngồi xích vô đi con. Là chị bị đau gì? Chị bị ung thư phổi. À, ung thư phổi hả? Rồi chị bị là lâu chưa? Chị mới phát hiện chừng mấy tháng à. Mới mấy tháng này thôi hả? Ừ. Trước biết rồi mà không có tiền đi khám. Dạ. Rồi tới bệnh quá là cái kiếm được chút chút cái đi từ từ. Dạ. Rồi mới phát hiện ra. Rồi mới vô bệnh viện. Rồi người ta chụp cái cản quang á. Rồi xong rồi phát hiện ung thư. Chị Thúy cho em hỏi xíu là chị nói chuyện mệt đau lắm đúng không? Chị nói chuyện nó đau. Đau lắm ha. À, vậy tại đó, vì cả nhà thường cũng đau suốt đêm suốt ngày. Bốn xin phép là nói chuyện với chị ít một xíu nha cô chú anh chị. Bây giờ bốn sẽ hỏi thăm hai người con của chị, chứ tại vì bốn thấy là chị bị đau phổi nói chuyện nó hơi khó khăn. Thì con ngồi xích cho em của con đi. Con gắn cái mic lên cái áo giùm chú. Chào hai con nghe, con tên gì? Dạ, con chào chú, dạ con tên Vi. Tên Vi hả? Dạ. Là con năm nay được bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con năm nay 24 tuổi. 24 tuổi? Dạ. Rồi con em của con? Dạ em của con năm nay được 13 tuổi. 13 tuổi? Dạ. Là chú nghe nói, chú Vũ nói là con là đi lấy chồng rồi hả? Dạ, con đi lấy chồng rồi. Con lấy chồng được bao lâu rồi? Dạ con lấy chồng được 2 năm rồi. 2 năm rồi? Dạ. Vậy là, tức là con lấy chồng trước khi là mẹ bị phát hiện ra cái bệnh này đúng không? Dạ. Con lấy chồng ở đâu? Dạ con lấy chồng ở Lạng Sơn. Lạng Sơn luôn hả? Dạ. Ủa trời ơi, sao lấy chồng xa dữ vậy? Dạ. Để vậy là con bình thường là con ở đây hay là con ở Lạng Sơn? Dạ con ở bên chồng. Mẹ bệnh rồi con với chồng không có về thăm mẹ với mẹ. Vậy là con cũng mới về thăm mẹ đây thôi. Dạ. Thế là cái bệnh tình của mẹ là con có nắm được không? Con có biết không? Dạ con cũng biết sơ sơ thôi, tại vì lúc mẹ nhập viện đó là con không có ở bên mẹ. Ừ. Dạ. Khi mà mẹ nhập viện là con không biết. Dạ. Là con mới về đây thôi. Dạ. Nhưng mà bây giờ tình trạng bệnh của mẹ như thế nào con có thể kể cho chú nghe được không? Dạ, tình trạng bệnh của mẹ con bây giờ là mẹ con không có đủ sức khỏe để quá trị nữa. Bây giờ chỉ có ở nhà uống thuốc giảm đau, chứ uống thuốc nam cầm chừng hơn. Có nghĩa là bây giờ là bác sĩ là nói là không có xạ trị, hóa trị gì được nữa hết. Dạ, mẹ con quá trị được một lần rồi, xong rồi mẹ con chịu không nổi. Mẹ con không có quá trị được nữa. Ừ. Mẹ con... Cái chuyện mà xạ trị với hóa trị là mình yêu cầu là mình cũng phải có sức khỏe nữa. Dạ. Mới làm được cái việc đó. Chứ không phải là cứ có tiền là làm được đâu cả nha. Đó, vậy là bây giờ là mẹ con ở nhà là uống thuốc cầm chừng vậy thôi. Dạ, bây giờ chỉ có uống thuốc giảm đau thôi chú. Ngoài ra có uống thuốc nam, thuốc bắc, thuốc lá rồi gì nữa không? Dạ có, mẹ con có uống thuốc nam thêm. Uống thuốc nam thêm hả? Dạ. Vậy là cái này là người ta bày hay là do mình đi thầy? Dạ là người ta bày á chú. Người ta bày hả? Chỉ cái gì thì uống cái đó. Hiện tại là đang uống cái loại lá, loại cây gì? Dạ mẹ con bây giờ đang uống lá tía tô với rau quế. Lá tía tô với rau quế hả? Dạ. Là nấu sôi lên uống hay là chưng hay là sao? Dạ, nấu. Nấu sôi lên hả? Dạ. Bỏ hai cái loại lá đó nấu sôi lên là uống thôi. Dạ. Thế bây giờ con về đây rồi công việc đồ như thế nào rồi, bên chồng rồi sao? Dạ, con sắp xếp về đây thì về đêm cũng không có công việc gì làm. Chồng con cũng chưa có đi làm được. Rồi con thì ở nhà lo cho mẹ với lo cho con nữa, con không có đi làm được. Nhưng mà ý chú muốn hỏi là
bây giờ là con về đây nè, là con về thăm mẹ một vài tháng thôi, hay là con muốn về đây để hai vợ chồng về đây ở luôn để chăm mẹ? Dạ, tụi con về đây lo cho mẹ, nuôi mẹ. Ờ, về đây để nuôi mẹ luôn. Dạ. Vậy là con với chồng đồ về đây hết luôn. Dạ. À, vậy là bây giờ hai vợ chồng là vẫn chưa có công việc gì hết. Dạ. Ừ. Rồi để chú nói chuyện với em con một xíu nha. À, chú chào con nha. À, con tên gì? Dạ, con tên Lộc. Con tên Lộc hả? Dạ. À, Lộc con đi học không? Dạ không, con nghỉ học rồi. Con nghỉ học rồi hả? Dạ. Con nghỉ bao lâu rồi? Dạ, con nghỉ mới mấy tháng à. Mới mấy tháng hả? Dạ. Ủa vậy là vừa rồi là con học lớp mấy? Dạ, lớp 6. Là con học hết lớp 6 rồi con nghỉ luôn à? Dạ không, con học trường được nửa năm à. Mới được nửa năm thôi? Dạ. À, vậy là mới vừa rồi đây luôn đúng không? Dạ. Ờ. Mà sao con nghỉ học, con không đi học nữa? Dạ tại vì mẹ con bệnh nên con nghỉ học luôn. À, là con nghỉ học là con ở nhà con chăm mẹ hay là do không có tiền? Dạ hai cái luôn. Hai cái luôn. Dạ. Ừ. Ngày xưa con học giỏi không? Dạ con học thì cũng khá à. Cũng khá hả? Dạ. Ừ. Thế là bây giờ là bé Lộc là 13 tuổi. Ừ. Đau quá hả chị? Đâu thấy chị có khi chị khóc không ra làm không tháng đi con chết không ai nhớ được hết nó nhức nó đau nó nhức là chị nó nhức dùng này qua cái nạch lắm là nó sưng luôn nó ngồi xa rồi nó nói dùng à không có tưởng tượng được đâu. Đau quá cả nha. Đau quá, bây giờ chị đi. Một lần chị đi còn đi toilet à, con nó dẫn đi được. Bây giờ chị đi vô. Giờ mấy đứa nhỏ nó đi vô cho chị nằm rồi. Hôm bữa nay đi chị yếu quá, run quá. Rồi tôi nói mua tả lót cho chị. Chứ đứng vậy rồi nằm xuống đi vô đi cũng khó khăn thì nó mô tả nó chạy tới mức nào thì mình tính mức đó. Thế là bây giờ là phải toàn bộ là dùng tả hết chứ không có đi bô hay là đi vô nhà vệ sinh được nữa hả chị? Không, chị đi tả hết. Trời ơi. Vậy như thế này làm một ngày là mẹ dùng bao nhiêu cái tả em? Bữa nay nó mới mua hả? À mới sử dụng hôm nay à? Ờ. À. Trời ơi thương. Giờ không tự đi lại đồ gì được luôn. Không đi lại được luôn. Dạ. Thế bây giờ là chị ăn cái gì? Chị ăn cơm hay ăn cháo hay là sao? Chị không ăn gì hết á. Ông anh ăn thằng cháu nó ở Cần Thơ. Nó ở đâu đó? Nó mua cho mấy lốc yến rồi. Rồi mua nửa thùng sữa. Thôi. Ban đêm thường xuyên là chị uống yến, ăn yến ăn tả mà quá trời ngán rồi. À. Tại vì mẹ bị đau quá nên mẹ nói không có rõ được. Thì con nói lại giùm chú là mẹ là ăn uống như thế nào con? Dạ thời gian trước là mẹ có ăn cháo được vài muỗng. Còn thời gian sau này là mẹ không có ăn cháo. Nấu cháo ra mẹ không có ăn. Rồi anh họ của con á, có gửi về cho mẹ được mấy hộp yến. Mấy lốc yến à? Dạ. Rồi khi nào mà mẹ không có ăn được thì con lúc mẹ ăn yến rồi cô bác bà con ở đây có cho mẹ được nửa thùng sữa rồi lúc mẹ uống sữa rồi cũng nhờ bà con cô bác gần xa ở đây cho tiền cho gạo ít nhiều lo cho mẹ con. Ừ. Là bây giờ là chủ yếu là uống sữa với lại là uống yến rồi thôi. Dạ. Có cái gì thì uống vô một chút thôi chứ không ăn được nữa hả? Dạ. Trời đất ơi. Anh nói
thoảng của con cháu nó bây giờ ăn vô, ăn vừa mặn á, ăn vô cỡ 10-13 giờ phút rồi nó không có cái quá được 30 phút, bởi vì ăn vô đang đắm chằn đang nghe là phải uống nước hoài vậy đó. Ăn vô là nó đắng miệng, ăn không được hả chị? Nó đắng cỡ 30 phút nó chưa hết đắng. Trời đất ơi, thấy sợ lắm. Rồi thỉnh thoảng không ăn ấy là nó rồi ăn uống không được vậy làm sao mà có sức khỏe để vượt qua cái bệnh tật như thế này đây? Là mẹ của con là bị bệnh như thế này là bao lâu rồi? Dạ mẹ chính xác con, là bao lâu rồi? Con cũng không rõ là bao lâu, tại vì cái thời gian trước khi mà mẹ phát hiện bị bệnh đó là mẹ cũng có đau nhức, nhưng mà không có biết là mẹ bị ung thư. Ừ. Xong rồi cái đêm đó là mẹ đau nhiều quá, rồi nửa đêm rồi nhưng mà mới kêu xe chở mẹ đi, thì lúc đó là mẹ bắt đầu mẹ nhập viện mới phát hiện là mẹ bị bệnh luôn. 4 tháng rồi hả chị? Có gì con nói to lên giùm chú ha. Dạ. Ừ. Là chị là mình là phát bệnh ra là 4 tháng rồi hả chị? 5 tháng. Cỡ 5 tháng hả? Cái lúc mà phát hiện ra là như thế nào mà mình phát hiện chị? Đau quá rồi mình đi khám rồi bác sĩ nói hay là sao? Em buông cái tay ra đi dần chị đau quá. Dạ dạ. Em hỏi ý là gì? Cái hồi mà mới ban đầu á là làm sao mình biết là mình bị đau ung thư phổi? Mấy ngày trước là tới 8 giờ tối 9 là tới giờ tối là nó đau dữ rồi, kéo thêm mấy ngày nữa tới 9 giờ tối là bắt đầu nó đau. Mới nói chuyện với nhỏ này xong phát lên nhức đứng dần cái dây mụn, đứng này nhức, bắt đầu nó nhức tá quả, nó nhức giống như là chết đi vậy. Bé thì nó mới gọi gì chết rồi thì bắt đầu chở đi. À là lúc đó là có bé Lộc luôn hả? Có bé Lộc ở nhà hả chị? Ở nhà. À. Bé Lộc, con có nhớ lại là bữa đó là như thế nào không? Con kể lại cho chú nghe được không? Dạ, bữa đó là mẹ đang nói chuyện với chị Hai. Xong cái mẹ văng dây mồm thì mẹ nhức quá, mẹ ngồi quỵ xuống. Xong cái tính là ngày hôm sau sẽ đi khám, nhưng mà tối mẹ nhức quá rồi con mới điện cho cha là chở mẹ đi khám luôn rồi mẹ nhập viện luôn. Điện cho cha hả? Dạ. Chị coi một phút. Sớm gì không có ai, mà chị đang ở nhà trọ nữa. Rồi ông xuống ông chở lên. Hồi lúc đấy là mẹ quỵ xuống như vậy, con có hoảng không? Con sợ không? Dạ con cũng hoảng. Xong cái đi con mới lấy đồ cho mẹ chuẩn bị chở mẹ đi bệnh viện. Xong cái đợi xe, xong cái lên thì cho mẹ nhập viện. Còn không biết khám. Chị cũng có hồ sơ chút bệnh án rồi. Rồi khó rồi nó bắt làm chuyện. Rồi một đêm đó sáng lại nó kêu ở lại đang theo dõi. Rồi chiều cái sau là có kết quả. Bây giờ chị rất là đau của chú anh chị. Chị nằm như vậy mà bốn chỉ đụng vô cái võng một xíu thôi là nó kiểu như nó hơi kéo cái đầu lên cái là đã nhức khó chịu, có đau rồi. Đó, chứ không phải là đơn giản đâu cô chú anh chị. Thế bây giờ là mọi chuyện ăn uống trong gia đình thì cái nguồn mình lấy ở đâu em? À, con. Dạ. Bây giờ cho chú mượn cái mic. Dạ, thời gian đầu thì vợ chồng con cũng có được một ít tiền vô trong đây thì cũng lo cho mẹ. Rồi sau này thì không có đi làm được, không có tiền. Cũng nhờ anh, ông chú, ông bà ở đây cho gạo, cho tiền, mỗi người cho được một ít. Vậy
chung là bây giờ thì hồi trước là khi mà nghe cái chuyện này thì hai vợ chồng đi vô này thì cũng có một ít tiền. Nhưng mà bây giờ sử dụng hết cái số tiền đó rồi thì ông bà cô bác ở đây thì cũng có mỗi người cho một ít gạo rồi đấy để ăn thôi. Dạ, người cho gạo, người cho tiền. Ừ. Dạ. Nhưng mà người ta chỉ cho thì thời gian đầu người ta cho vậy thôi, chứ là cái chuyện đó nó không có thể lâu dài được. Dạ. Ừ. Thì bây giờ trước mắt đó là phải là tự gia đình mình tự lực cánh sinh thôi. Là hai vợ chồng phải tìm cách làm sao đó có công việc để đi làm. Chứ nếu mà dần cứ trông đợi vô là ở ngoài xã hội thì nó khó lắm. Ừ. Rồi bé Lộc là bây giờ con nghỉ học rồi, con có muốn đi học nữa không? Dạ có. Có hả? Dạ. Bây giờ là nghỉ giữa chừng lớp 6 vậy, là nếu mà đi học lại là phải đi học lại lớp 6 á. Dạ. Ừ. Mẹ đau như này là ban đêm mẹ có hay rên không? Dạ có. Mẹ đau sao con kể chú nghe. Dạ mẹ đau mà mẹ nói mẹ đau dữ lắm rồi mẹ rên, mẹ khóc quá trời luôn. Rồi lúc đó con phải làm sao? Lúc đó thì chỉ hỏi mẹ được thôi chứ cũng không biết làm sao, nó uống thuốc thì cũng uống rồi, cầm rồi. Rồi con có lại vỗ lưng cho mẹ hay là xoa bóp cho mẹ được không? Lâu lâu thì con có bóp chân, nhưng mà lâu lâu á mẹ thấy mẹ nhúc quá là mẹ không cho đụng tới luôn. À, có nghĩa là đau hết người, đụng vô là đau thêm đúng không? Dạ. Lúc đó là con không biết phải làm sao nữa hết hả? Dạ. Thế là con có khóc à? Dạ, cũng có nhầm lúc khóc và cũng nhầm lúc không. Bây giờ bé còn nhỏ quá cả nha. Bây giờ chị đau quá thì cũng thực sự cũng không phải là nhỏ, nhưng mà mình là người lớn cũng vậy thôi. Nếu mà chị đau quá thì mình bây giờ cũng không biết phải làm sao nữa. Thuốc thì cũng uống rồi, nước thì cũng uống rồi. Bây giờ thì đau thì chỉ có biết ngồi khuyên nhủ thôi. Con phải ngồi khuyên nhủ mẹ, mẹ cố gắng vậy thôi, chứ bây giờ đâu biết phải làm sao nữa đâu, đúng không? Yeah. Đau hả chị? Nằm đau quá của chú anh chị ạ. Bây giờ vô trong này thì thấy cái hoàn cảnh của chị thì cũng rất là đáng thương của chú anh chị ạ. Bây giờ chị còn, nếu mà nói chính xác thì chị còn hai mẹ con ở cái nhà này thôi. Thì bây giờ chị đau rồi, bé Lộc nó còn quá nhỏ đi, cũng không biết phải làm sao. Còn chị hai, tức là bé Vy đây á, thì đi về đây thì cũng hình như em cũng có con rồi đúng không? Nó cũng có con nhỏ rồi, bé nó cũng có con nhỏ rồi cô chú anh chị. Thì bây giờ là cũng phải chăm con nữa, thì chồng về đây lo, cũng chưa có công việc nữa, bây giờ là nó cũng khá là bấp bênh. Bây giờ thương mẹ về đây để chăm lo cho mẹ, nhưng mà nếu mà về đây thì là không có tiền để sinh hoạt. Chồng về đây làm thì cũng chưa xin được cái việc nào. Ở Bạc Liêu đây thì nó cũng ít việc lắm cô chú anh chị. Bây giờ cũng không biết phải làm sao nữa. Rồi bây giờ là em có tính toán gì không? Dạ, thì bây giờ chồng con cũng đang tìm việc làm. Để cho chồng con đi làm, con muốn ra lo cho con mới làm mẹ không? Bây giờ chỉ là cố gắng là tìm việc làm vậy thôi. Chứ giờ không còn cách nào nữa hết. Chị phải ráng giữ gìn sức khỏe nha. Chị phải ráng ăn uống vô. Chứ em nghĩ là nếu mà chị uống sữa với Yến không, thứ nhất là Yến là mình không đủ tiền để mua, mà có thể là uống hàng ngày được đó. Cái thứ hai nữa thì bà con cô bác ở đây á, thì cũng thương chị, cũng có hỗ trợ gạo hay là tiền bạc gì đó, thì mình cũng ráng mình ăn vô. Ví dụ như cháo thì mình ăn vài muỗng cũng được. Chứ còn nếu mà em nghĩ là nếu mà yến hay là sữa rồi nó không được bao nhiêu nữa đâu. Mình vô trong người mình thì nó không có bổ bằng là mình ăn uống được đâu. Cố gắng nha chị. Chị cảm ơn em. Dạ. Nó thì hôm nay em tới đây em thăm gia đình mà thấy chị cũng đau quá, nhưng mà không biết phải làm sao để cho chị hết đau đây. Đó cô chú anh chị thì
cũng có một anh là anh bị viêm phổi xong rồi chuyển qua ung thư phổi á, thì cũng có cái uống cái loại thuốc cao trung sơn của bên 4 hiện tại đang phân phối á. Nhưng mà lúc đó thì sức khỏe của anh nó cũng còn khỏe một chút, mà chị á thì quá yếu rồi, mình uống vô sợ nó giật thì chịu không nổi cô chú anh chị, nên là không dám gửi tặng chị cái loại thuốc đó. Đó, bây giờ chắc là phải uống các loại thuốc nam để cầm chừng vậy thôi, chứ giờ cũng không biết phải làm sao nữa. Nếu như mà có cô chú anh chị nào mà có cái bài thuốc gì mà có thể hỗ trợ làm sao cho chị khỏe khỏe một xíu cô chú anh chị ạ, thì có thể là bình luận bên dưới chỉ cho bốn ha. Hoặc là mình có quen biết một thầy thuốc nào á thì có thể là để lại số điện thoại và giới thiệu dùm cho bốn, có gì bốn sẽ gọi điện cho họ và gọi điện cho các thầy á, và kể cái tình trạng của gia đình để có thể là xem thử các thầy đó có cái phương pháp nào để hỗ trợ cho gia đình không ha. Vì cho chú hỏi nè, là chú thấy cái nhà của nhà mình đó là cũng khá là ổn á, cũng nhà tường đồ hết rồi, cũng cái này là cha mẹ con làm được hay là của nhà nước hỗ trợ hay là bên nào hỗ trợ? Dạ, lúc trước cái nhà này là nhà nước hỗ trợ cất cho cha mẹ của con. Thời gian sau thì nhưng mà sao chú thấy là nó ở trong cái khu nghĩa địa mà thậm chí không có đường đi như thế này là sao? Dạ, tại vì lúc trước là ông bà ngoại con mua miếng đất này là để sau này trăm tuổi già là nằm ở đây. Nhưng mà sau này thấy cha mẹ con khổ quá cho nên là để lại cho cha mẹ con ở. Dạ, rồi sau đó nhà nước mới cho nhà tình thương cho cha mẹ con ở. À, dạ. Có nghĩa là mảnh đất này hồi ban đầu mà mua cái mục đích là để cho ông bà trăm tuổi mất đi là nằm ngay chỗ đây đó. Dạ. Nên là nó không có đường đi. Dạ. Nhưng mà sau này là thấy cha mẹ là khổ quá, không có nhà ở nên là cho mảnh đất này để che nhà để ở đó. Rồi sau đó nữa là nhà nước là hỗ trợ xây cái nhà này lên. Dạ. Nên tại vì hồi nãy bốn vô cô chú anh chị là thấy là không có đường đi vô luôn, nó rất là kỳ lạ nên là bốn hỏi thử ha. Dạ, lúc trước thì có đường đi, lúc trước ở xung quanh đây không có nhà cửa nhiều cho nên là có đường mòn mình đi, còn sau này người ta về người ta cất nhà ở. Đường đi đó chẳng qua là đường đi tạm trên đất người ta thôi đúng không? Dạ. Bây giờ người ta đã xây nhà, thứ hai nữa là người ta đã chôn có nhiều ngôi mộ lên á, nên là bây giờ cái đường đó mình cũng chỉ là đi nhờ len lén qua hai bên vậy thôi chứ không có cái đường đi chính thức đúng không? Yeah. Đó, cái đường đi mà nếu mà đúng là con hẻm đồ thì nó cách phải 40-50 mét vậy cô chú anh chị, chứ không có vô trong tới trong nhà của mình, thấy rất là kỳ lạ. Thì thôi được rồi chị Thúy ạ, hôm nay là em cũng được sự giới thiệu của anh Vũ á. Nên là em biết được cái hoàn cảnh nhà mình, em xuống em xem thử như thế nào, rồi là xem thử có giúp đỡ gì được hay không. Đó, thứ hai nữa là em cũng muốn chia sẻ những cái hình ảnh của gia đình mình lên ở trên mạng xã hội á. Nếu có cô chú anh chị nào giúp đỡ thì họ sẽ giúp đỡ gia đình mình ha. Dạ, còn bây giờ thì trước mắt đó là em xin trích 500 ngàn của anh Trung ở Vũng Tàu gửi cho chị. Chị có tiền mua sữa hay là mua nước yến gì đó chị uống cho nó khỏe một xíu nha chị. Dạ. 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 Bây giờ là chú sẽ đưa cho Vi cầm giùm cho mẹ ha. Dạ. Đây, chú gửi con ha. Dạ. Đây là tiền của chú Trung ở Vũng Tàu. Dạ, con cảm ơn chú Trung để giúp đỡ cho mẹ của con. Thì cũng cầu mong á là sao cho mẹ con là cũng khỏe lại một chút để cho chị em vui, chị em ở trong nhà đỡ lo hơn. Chứ bây giờ hai bé thì một bé cũng đã đi lấy chồng rồi, còn bé này thì còn nhỏ quá. Bé Lộc cảm ơn chú Trung đi con. Con gửi lời cảm ơn dạ, chú. Con cảm ơn chú Trung đã tiền để cho mẹ con. Con cảm ơn chú Trung. Giỏi. Thì bây giờ hai chị em cố gắng là chăm lo cho mẹ ha, rồi là ăn uống cũng như tâm sự với mẹ để cho mẹ đỡ buồn. Đó, chứ nằm một chỗ như thế này nó rất là buồn. Thứ hai nữa là nằm một chỗ như thế này nó mỏi lắm cô chú anh chị, nằm miết về đâu có di chuyển được đâu. Con mấy tháng
Mà sao mình không nằm ở dưới cái không được, nằm phía dưới là nó đau. Nó ý là không biết đó. À, nó đau dữ lắm hả chị? Dữ lắm. Nhưng mà ý là nó cứng, nó đau hay là do mình không cột cửa được nó đau? Chị không biết nữa. Nằm xuống là nó đau à? À, nằm phía dưới là nó đau ha. Ừ. Đó, bây giờ thì mọi thứ ở trong nhà là chủ yếu là nhờ hai em gái này thôi, hai đứa nhỏ này thôi. Mà đi thì cũng đi là ngày trước là đi bằng bô, nhưng mà bây giờ không đi bô được nữa rồi, phải đi toàn bằng biển thôi. Như thế này rồi tắm rửa vệ sinh thì sao Vi? Bây giờ là chủ yếu là lâu thôi ha. Rồi. Còn anh chị thì cũng chia tay nhau là cũng 10 năm, mười mấy năm rồi hả? Ừ. Bây giờ thương giờ cũng không biết phải giúp làm sao nữa cô chú anh chị ạ. Nhà cửa thì cũng thấy là nó cực kỳ nóng luôn. Ngồi đây một chút mà bình thường á là em Bốn quay á là sẽ tắt quạt hết để cho nó khỏi ồn mà cô chú anh chị. Nhưng mà bây giờ ở trong nhà nó nóng quá. Cái tôn này nè cô chú anh chị là cái tôn xi măng. Ngày xưa làm người ta gọi là cái tôn xi măng nên là nó cực kỳ nóng luôn. Đó mà cái đất ở Bạc Liêu này nó cũng rất là nóng nên là giờ có tắt quạt một cái là chắc là bốn người mà ngồi nói chuyện nhau nó không được luôn á. Đó, còn cô chú anh chị cái gọi là cái đồng dông hả? Cái hay là cái đà ngang này là nó lệch hẳn qua phía bên trái rồi nha cô chú anh chị, chứ không phải là ở giữa ha. Có nhiều cô chú anh chị khi mà quay video từ thiện á thì hay để ý là cái vấn đề là cái cây đà đó, nên là Bốn cũng nói luôn cho cô chú anh chị là hiện tại cái đà đó là nó hẳn qua phía bên trái rồi ha. Thế thôi được rồi, chị Thúy nghỉ ngơi ha. Rồi em xin phép em vô em thăm mấy mẹ con một xíu vậy thôi, rồi là em xin phép em ra về ha. Em cũng xin phép là chia sẻ những cái hình ảnh, những cái video, những cái câu chuyện mà từ nãy giờ chị em mình nói chuyện á lên ở trên kênh YouTube Từ Thiện Tây Nguyên của em ha. Dạ. Yeah. Đó cô chú anh chị. Thì nếu như mà cô chú anh chị thấy thương hoàn cảnh của ba mẹ con thì có thể là liên hệ với Bốn qua số điện thoại ở trên màn hình ha. Còn dạ. Yeah. Còn bây giờ thì Bốn xin phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video lần sau nhé.